I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Hàng 360.vn web bán hàng liên quân đột kích uy tín giá rẻ. Ấy yo, xin báo trở lại với channel của Cáo nha. Anh em ạ, phía sau đây là Cáo đấy. Anh em nào yêu kỳ lo nhớ là subscribe kênh YouTube để ủng hộ cho Cáo đấy nha. Và ngày hôm nay là mình sẽ cho anh em xem một thú cưng mới của bác này. Anh em nhìn chưa? Đó. Đó là một con gọi là mao, mao khủng anh em ạ. Mao tấn đấy, và đại bằng núi ngay phía sau lưng mình này. Đấy, tí nữa mình sẽ so sánh cho anh em xem là con đại bằng ưng với đại bằng núi là nó sẽ khác nhau ở điểm gì anh em nhé. Đây là chim lon 2019 anh em ạ. Rất là đẹp luôn, đẹp tiện là cho anh em xem luôn này. Đó. Con này thì mới bắt, nó hơi lon chút. Chim lon mà. Nhưng mà chim này là chim khủng anh em nhá. Nhiều anh em nào mà mới tập chơi chim thì mình cũng giới thiệu luôn với anh em là cái con chim này. Đó, anh em nhìn chưa? Là chim 2019 này. Chim Bắc, máy Bắc, chim mái đắt hơn chim đực. Với lại dòng Bắc thì nó đắt hơn dòng Lam. Đây, dòng Bắc thì anh em nhìn quen anh biết là đây là dòng Bắc rồi. Đây là chim khủng ấy, 2019 luôn. Chim lon. Thì mình cho anh em xem đặc điểm lon luôn trên đầu nhá. Đó. Trên đầu nó vẫn chưa ra hết lông này. Anh em nhìn chưa? Đây. Anh em nhìn rõ chưa? Đại bằng lon. Đây đó. Tiếp theo là mình đã cho anh em xem là con này với con đại bằng ưng nó khác nhau ở cái điểm gì. Đây, đại bằng ưng đây. Đây. Đại bằng ưng thì trắng. Con kia thì nhiều lông hơn, mẹ to hơn. To hơn con của mình anh em nhé. Đây con của mình. Đây là so sánh luôn anh em ạ. Đó. Đếm đi. Đẹp quá. Đẹp chưa? Đông đuôi này. Con này đuôi rất là dài. Vẫn đang phun hết đông đuôi anh em nhé. Vẫn còn một cọng lông nữa chưa ra hết anh này. Anh em này. Đó. Nhìn nét căng luôn. Sợ rồi. Đuôi dài cực. Hơi rát tí. Tại vì chim lon mà. Chim lon anh em ạ. Em nhìn này. Đuôi dài chưa? To cực kỳ luôn đấy. Giá 2 triệu mà bớt xuống còn 11 triệu anh em ạ. Đấy, để sở hữu một con chim đại bàng như vậy đấy. Đại bằng núi thì con này miền Bắc ấy, nó đắt hơn miền Nam. Mình cũng khoe luôn cho anh em biết là 12 triệu để sở hữu một chú đại bàng núi là như nào. Đó. Mình cũng thích đại bàng núi, hôm nào có tiền thì mình sẽ tậu một con về nuôi thôi. Chim lon anh em ạ. Này thì huấn luyện đi săn thì mình nghĩ mất khoảng tầm 2 tháng rưỡi, 3 tháng thì là sẽ săn được. Để chim lon như vậy thôi. Ngay sau lưng này. Để cầm người ta quay cho anh em xem. Lấy găng tay anh ạ. Con này nó sừng nó dài mà cái này. Đại bằng núi cho vậy, dài cầm cỡ này. Nhưng con này lon nó chỉ được thế này thôi. Thế này thôi. Chim lon này huấn luyện thôi. Lên đây. Đây. Sở hữu một chú chim đại bằng lon, đại bằng núi thì mình nghĩ anh em ấy. Con này hơi rát tí. Rát không? Hơi rát tí. Rồi. Bây giờ lấy cho xe đây. Con này là ngày em 2 bữa không? Ừ. Phải cho ăn 2 bữa. Khủng không đi. To vãi trời ơi. Đẹp vãi. Đây này, đặc điểm nhận biết chim lon là mắt nó đục đục nhé anh em nhé. Còn chim già thì mắt nó ví dụ mà nào ấy, nó sẽ thành màu đỏ luôn anh em ạ. Đó. Màu vẫn chưa ra hết này. Coi đây. Con này vẫn hơi rắc rồi đúng không? Em cứ chuẩn bị con thóc đi. 11 củ. Đã nghe 12 củ rồi chưa phụ kiện gì hết. Thế mà tính dụ mà giá chuẩn đấy bao nhỉ? Phụ kiện nào là 13 củ. 13 triệu. 13 triệu cho một chú chim đại bàng núi. Luôn tầm tháng này phun hết lông đầu. Lông đầu vẫn chưa ra hết này. Đẹp chưa? Lông lại cực kỳ dài luôn. Nó là dòng sân nhưng mà lông thì như dòng lượn luôn anh em ạ. Rất là dài. Anh em nhìn qua này. Ngày xưa cháu cũng thích con này. Bị quất con. Chưa được điều kiện.
đam mê với đam chơi. Ô, sao nhỉ? Đá bài. Sao anh bác này uống mấy cốc bia mà hơi phê tí. To không anh em ơi? Nhìn to dã man luôn này. Con này nó nào phun chắc được 2 cân rưỡi. Đây, trọng lượng bây giờ là 2 cân anh em nhé, 2 ký. Chim lon 2019, đài bằng núi, Bắc, Bắc đắt hơn Nam. Nam thì giá bằng giá một gần một lửa. Dùng tư ra đây. Đây cận cảnh cho anh em xem đại bằng núi. To lắm. Thì mình cũng như bác này thôi anh em ạ. Tức là mình không phải là mua bán chim gì đâu. Bây giờ thì mình tìm ý, chim đẹp là mình nuôi thôi. Đó. Cứ ví dụ mà mình thích chim là mình nuôi chơi, mình không phải là buôn bán đâu. Anh em hiểu nhầm là mình buôn bán. Không buôn bán gì đâu. Thích thì mua về chơi thôi. Giá được sở hữu là 12 củ, 11 củ, tầm tầm đấy. Đây là chim khủng chứ không phải chim bình thường. Chim bình thường thì rẻ hơn anh em ạ. Đó, đẹp chưa? Dòng rất là dữ anh em nhé. Đây là mình cầm chim sang nhà bác này chơi luôn. Xem là để cho anh em xem là so sánh là hai con là như nào. Sự khác biệt giữa đại bằng ưng và đại bằng núi. Đây, đây. Đây. Đây, cho anh em xem nhé. Đây, solo luôn. Đây. Đây, anh em nhìn sự khác biệt giữa hai con này, anh em này. Cứ quay sáng rồi. Đây là người. Cho anh em xem sự khác biệt giữa hai con đại bằng ưng và đại bằng núi như thế nào. Thì là bộ ngực trước này, là màu trắng. Con này thì màu lâu lâu. Lao thì lâu của này nó vẫn ra bốm của này anh em nhé. Đầu con này to hơn, lông dài hơn, to hơn. Chân tay tất cả mọi thứ là to hơn anh em nhé. To hơn con là mình ấy. Tại vì nó còn non nên là mới có 2 cân thôi. Lao mà già là 2 cân rưỡi. Chào đi. Hả? Lạc. Găng này biết mua mới bao nhiêu tiền đây. Lao lên mạng xem bán rẻ lại. Còn này thì chơi đồng chim nhỏ đó. Đấy này hơi bấn. Cận cảnh lại bằng núi cho anh em xem. Đẹp chứ. Đéo đi. Đẹp. Mấy nữa mua về đi. Được đấy. Chắc đấy ạ. Lâu sau rồi đốm đẹp cực luôn. Bây giờ mình chia sẻ lại luôn cho anh em biết nhá. Con chim này là chim đại bằng núi, dòng 2019, giá là 11 củ. Bác mới bắt. Hôm nay là mình quay cho anh em xem đại bằng núi nào. Mình là cũng có ý định là mình tậu một con rồi. Nhưng mà chưa đủ kinh phí. Nào đủ điều kinh phí ra thì là mình sẽ quất con này vào đuôi thôi anh em ạ. Đó. Chia sẻ luôn với anh em đàn chó anh em nhá. Đây là con khiếu anh em này. Anh em nhìn khiếu chưa? Đó. Đây là con chòe. Không biết nó hót không? Hay phết. Nghe hay anh em. Chim khiếu nhá. Con này bác mua lâu chưa bác? Mua được 5 rồi. 5. Wow. Con này mang thi được các bạn. Hay phết. Bác, con này bác nuôi còn tầm một ngày bác sờ còn tầm nửa tiếng. Bác cứ cho đứng cái tay bác vuốt vuốt ấy. Quen. Nào quen ngay. Cứ còn tầm mỗi ngày bác còn tầm nửa tiếng là tự quen. Kiểu nghe quay phết ấy. Nghe tiếng hay. Cáu ấy. Cáu ấy. Đây có bé bơi. Đi ạ. Bé bơi đám đi. Đập vậy. Thi tắm không? Thi tắm rồi, vào tắm đi. Tôi nhìn hai bé cu te vậy. Bây giờ anh em nào có trẻ nhỏ ai cũng làm cái bé bơi ra tắm anh em nhá. Nào mình cũng tạo cái mình ra sông mình bơi. Nào mua cái như kiểu này. Ra sông bơi sướng đi nhỉ. Ừ.
Cái gì đây? Hả? Nước. Nước hả? Đây này, hai hòn non bộ trông đẹp chưa? Hòn này xây khoảng mấy năm rồi bác? Năm 89. Bây giờ là bao nhiêu? Hai mấy năm. Hai mấy ba mươi năm mới được cái bộ rêu của anh ạ. Trông cổ kính đẹp nhỉ? Trông như núi thật đúng. Ừ. Nhìn xa đẹp phết. Ý thẳng. Đẹp bác quanh qua phết anh ạ. Đó, anh em nhìn chưa? Thì bây giờ thì mình đang trong quá trình đi về anh em nhé. Đó, cầm con này về thôi. Mình cầm con này sang này so sánh cho anh em biết thôi. Bây giờ lâu lắm mình cũng không cầm chim đi chơi nữa. Con kia giá là 11 triệu, 12 triệu nhưng mà bớt xuống còn 11 triệu. Bác ấy mới bắt, mới mua về thì mình sang mình xem luôn. Trước cũng có một thời gian rồi, hôm nay là quyết định là mình sang lại xem anh em nhé. Đó, đi thẳng. Không đi là nhầm lối ngay. Đại bàng đi đường là phải đội mũ vào, là công an nó tóm ngay anh em ạ. Công an Hải Dương kinh lắm. Đó, có lắm mà cầm chim đi chơi này. Đẹp chưa? Bây giờ thì mình với thằng em trai mình là đang trong quá trình đi về. Các mẹ đi sang xem như nào thôi. Đúng không? Đúng đít. Đúng rồi. Có nhận là chim thì nhìn cũng đẹp thật. Muốt thật. Chim non. Chim non này có nên hơi rát một chút. Tại vì trước khi mua ấy, người ta nuôi theo cái kiểu kinh tế ấy, nên là nó sẽ chim nó gọi là chỉ nuôi cho to người ta bán thôi mà. Chứ không như mình nuôi tức là mình huấn luyện các kiểu ấy thì nó không bị ấy. Đó. Anh em ạ. Đó anh em ạ, là mình hôm nay là mình cũng chia sẻ cho anh em biết là sở hữu một chú đại bàng như là đại bàng khác là bình thường thôi. Nhưng mà con đấy thì mình nghĩ là thêm một tầm vài triệu nữa, khoảng tầm 5 triệu nữa là quất ngay con đại bàng biển đây đúng không? Đúng rồi, mấy nữa tính nào mua con ăn về chơi. Đúng rồi. Thêm một vài triệu nữa con này biển bạn đại bàng biển. Đó, giờ lý hết lưỡi rồi. Nhưng mà nhìn con đấy công nhận đẹp thật, con đấy được cái là lông dài. Tại vì đó là mái Bắc mà. Mái Bắc nó đắt hơn mái Nam. Mới lại đấy là chim mái nữa. Ừ, mái Bắc rồi. Đúng rồi, bỏ chim mái mà. Chim mái giá là bắt đầu là 12 củ. Nhưng mà bớt xuống một củ, còn 11 củ chưa phụ kiện hết anh em nhé. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hậu Cáo nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hậu Cáo. Chào tất cả các bạn, bye bye.